Khoai lang bà con, khoai lang, ai không ăn được khoai lang? Những người không ăn được khoai lang là những người có chứng bệnh thế này. Nếu ăn khoai lang vào thì chứng bệnh ta càng ngày càng nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình và sức khỏe của mình càng ngày càng xấu đi đó bà con ạ. Không ăn khoai lang là người có bệnh tiêu hóa, người có bệnh thận, người đầy hơi, ở nóng, đầy bụng. Vì khoai lang nó có nhiều đường, nó gây nóng cho đường ruột, ở chua. Người đang đói bụng, trướng bụng, cho một ít rượu nó hủy chất men, thì ăn khoai lang nó bị đầy bụng, pha nước uống là hết liền. Mà tuyệt đối là không ăn sống, không ăn vào sau 18 đến 19 giờ, không ăn cùng với trái hồng và khoai lang. Mỗi ngày nếu ăn tốt lắm là ăn 1 đến 2 củ là dưới 300 gram. Người giảm cân ăn nướng cũng được, 6 ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ 1 ngày. Còn ngoài ra những người thế này là không ăn được khoai lang, ăn vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người có bệnh tiêu hóa, những người có bệnh thận kém, đầy hơi, ở nóng, đầy bụng, ở chua, đang đói bụng, trướng bụng, đó là không nên ăn được khoai lang. Và người không ăn được khoai lang ăn chung với trái hồng, khoai lang là không ăn, ăn sau 18 đến 19 giờ là không ăn, ăn nếu ăn liên tục, ăn nhiều lắm là không quá 300 gram. Như vậy là ăn 6 ngày, ta nghỉ 1 ngày. Chúc bà con ta ăn khoai lang vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào, tạm biệt. Woo!